Hi guys! For today's English lesson, we are going to study Unit 1, Home, Lesson 2. In Lesson 2, can you talk about family members and housework? Use the present simple with W questions. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là bài số 2 trong phần Unit 1, Home, chủ đề là nhà. Trong bài học số 2 thì chúng ta có thể nói về các thành viên trong gia đình và các công việc nhà, sử dụng thì hiện tại đơn với dạng câu hỏi WH. Now, are you ready? Getting started. The first one, new words. Phần từ vựng, phần từ mới. A. Fill in the blanks. Listen and repeat. Điền vào chỗ trống. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại. Before do it. We had new words. Trước khi chúng ta làm phần này thì chúng ta sẽ có vài từ mới. Như là housework là công việc nhà. Laundry là công việc giặt giũ. Do the laundry là giặt quần áo. Dinner là bữa tối. Make dinner là nấu bữa tối. Bed là giường. Make the bed là dọn giường. Shopping là việc mua sắm. Do the shopping là đi mua sắm. Dish là cái dĩa, chén, bát, món ăn. Thì có do or wash the dishes là rửa chén bát nhé. Kitchen là nhà bếp. Clean the kitchen là dọn lau chùi bếp. Ok. Look at the picture number one. You see, this is a do laundry. Tức là đang giặt giũ quần áo đúng không? Đang cho quần áo vào máy giặt. Để giặt thì ta có do the laundry là giặt giũ quần áo. Now look at the picture number two. You see someone is cleaning. Có ai đó đang lau chùi đúng không? Trong nhà bếp đúng không? Kitchen. Thì ta có cái cụm gì? Clean the kitchen. Clean the kitchen. Là lau chùi nhà bếp. Ta có clean the kitchen là lau chùi nhà bếp. Look at the picture number 3. You see someone is cooking. So we have make dinner. Bức tranh số 3, make dinner là nấu bữa tối. Now look at the picture number 4. Someone is changing the sheets. So we have make the bed. Ai đó đang thay cái giường đúng không? Ta có cụm từ make the bed là dọn giường. Look at the picture number 5. Someone is washing something. So we have in the kitchen. So we have do the dish. Là đang rửa chén bát dĩa. Picture number 6. We see someone is in the supermarket to buy something. So we have do their shopping là đi mua sắm. Now listen and repeat. Bây giờ chúng ta nghe và nhắc lại nhé. Unit 1. Home. Lesson 2. Track 8. New words. Listen and repeat. 1. Do the laundry. 2. Clean the kitchen. 3. Make dinner. 4. Make the bed. 5. Do the dishes. 6. Do the shopping. Okay. Now B, say what housework you do at home. Bây giờ mình sẽ nói những cái công việc nhà nào mà mình làm ở nhà nhé. Now let's see. For example, ví dụ, at my home, I sweep the floor, mop the floor, take out the trash, water the plants, wash the dishes, fold the laundry, tidy up my bedroom. Tức là sao? Trong nhà, ở nhà mình thì mình lau nhà, mình quét nhà nè, mình lau nhà nè, mình đổ rác nè, mình tưới cây nè, mình rửa chén nè, mình gấp quần áo nè, mình dọn phòng của mình, sắp xếp đồ đạc vào đúng vị trí của nó. Ok? So we have sweep the floor là quét nhà, mop the floor là lau nhà, water the plants là tưới cây, take the trash back out of the trash can. Take out the trash.
Trước khi đổ rác thì mình phải lấy túi rác ra khỏi thùng rác phải không? Lấy túi rác ra khỏi thùng rác thì ta nói là take the trash bag out of the trash can. Và đổ rác thì ta có take out the trash, okay? Clean up or tidy up my bathroom, dọn dẹp phòng ngủ. Hay là ta có gì? Fold the laundry or fold the closet, là gấp quần áo. And put them away in a drawer. Và sau đó chúng ta cắt cắt đồ vào tủ. Okay. Now the next one. Reading. Tới qua phần đọc. Reading. Rick Kane's blog post about his family and circle the correct answers. Đọc nhật ký của Ken, viết về gia đình của cậu ấy và khoanh tròn những câu trả lời đúng. Now let's see. About me. Hi, I'm Ken. I'm 11. I like soccer, video games and blogging. Housework in my family. September 5th. Today I want to talk about housework in my family. I think I do the most housework in my family. I clean the kitchen every day. I do the dishes too. My mom does the shopping. She's a teacher in a school. My sister is a college student. She doesn't do anything. She doesn't make her bed or clean her room. My dad cleans her room after work. He's a chef in a restaurant, so he makes dinner. He does the laundry and cleans the bathroom too. Now I really think about it. My dad does the most homework. Hey, chào, mình tên là Ken, mình 11 tuổi. Mình thích bóng đá, mình thích game điện chơi game điện tử, mình thích viết nhật ký. Ok, nhật ký internet á. Góc của Ken, ok, Ken corner là góc của Ken. A blog about stuff, tức là nhật ký về một cái điều gì đó. Tới có nè. Blog là nhật ký. Stuff có nghĩa là things, là những thứ, những đồ, là những việc. Ok, blog about stuff là nhật ký về một cái đồ, những cái việc gì đó. Housework in my family, công việc nhà trong gia đình của mình. Ngày 5 tháng 9, hôm nay mình muốn nói về công việc nhà trong gia đình của mình. Mình nghĩ là mình làm công việc nhà nhiều nhất trong gia đình của mình. Mình lau chùi bếp mỗi ngày, mình rửa chén, mình cũng rửa chén nữa. Mẹ của mình thì đi mua sắm, mẹ là một giáo viên ở trường. Chị của mình thì là một sinh viên đại học. Chị ấy không làm thứ gì hết. Chị không dọn giường, không dọn dẹp phòng của chị ấy. Ba của mình thì dọn phòng của chị ấy sau giờ làm việc. Ba của mình là đầu bếp ở một nhà hàng và ba của mình nấu bữa tối. Ba của mình cũng giặt giũ quần áo và dọn rửa nhà vệ sinh nữa. Bây giờ thì mình nghĩ về điều đó. Ba của mình là người làm việc nhà nhiều nhất. Ok, we have chef. Chef là đầu bếp. Restaurant. Restaurant. Thì cái từ này ta đọc có thể là restaurant hoặc là restaurant. Ok, restaurant hoặc là restaurant. Tiếp theo ta có từ clean là lau chùi, dọn dẹp hoặc là clean up. Ta có clean the kitchen là dọn bếp. Ta cũng có thể nói là clean up the kitchen. Clean the room là dọn phòng. Clean up the room. Clean the bathroom. Thì có thể nói là clean up the bathroom. Clean the garage, quét dọn nhà, để xe, thì chúng ta có thể nói là clean up the garage, ok? Clean the living room, quét dọn phòng khách, clean up the living room, ok? Now, look at the question number one. Chúng ta nhìn vào câu hỏi đầu tiên. What does Ken write about? Ken viết về điều gì? Ta có là Ken school, Ken family. Vì trường của Ken hay là nhà của Ken? Family, right? Family.
Today, I want to talk about housework in my family. Như vậy là Ken viết về nhà, viết về gia đình của Ken đúng không? Ken's family. Ken's family. Now, look at the question number two. Các bạn nhìn vào câu hỏi thứ hai. Who does the shopping? Who does the shopping? Ai là người đi mua sắm? My mom does the shopping. Tức là mẹ của cậu ấy là người đi mua sắm đúng không? Như vậy là ta có Ken's sister or Ken's mom? Ken's mom. Ok, mẹ của Ken. Look at the question number three. Chúng ta nhìn vào câu hỏi thứ ba. Who makes dinner? Who makes dinner? Who makes? Who makes dinner? He makes dinner. He là ai? Là ba của Ken đúng không? Là Ken's dad, right? Ken's dad là ba của Ken. Now look at the question number four. Chúng ta nhìn vào câu hỏi thứ tư nhé. Who does the laundry? Ai là người giặt giũ quần áo? He does the laundry. He là ai? Là ba của Ken đúng không? Ta có Ken dad. The next one, the last one. The last question. Who does the most housework in Ken's family? Ai là người làm việc nhà nhiều nhất trong gia đình của Ken? He say, I really think about it. My dad does the most housework. Ba của mình làm việc nhà nhiều nhất. Như vậy là Ken's dad. Ok, là ba của Ken. Ok, now the next one. Chúng ta qua phần tiếp theo nhé. Grammar. Chúng ta qua tiếp phần grammar là phần ngữ pháp. A, listen and repeat. Chúng ta nghe và nhắc lại nhé. Now listen. Unit 1. Home. Lesson 2. Track 9. Grammar. Listen and repeat. What housework do you do? I make breakfast. Who does the dishes? My sister does. Bạn nữ này hỏi là sao? What housework do you do? Ai bạn làm công việc nhà gì? Thì bạn nam nó trả lời là I make breakfast. Mình nấu bữa sáng. Bạn nữ này hỏi tiếp là Who does the dishes? Ai rửa chén bát dĩa? Thì bạn nam trả lời là My sister does. Là chị của mình. Ok. Now present simple thì hiện tại đơn. We use the present simple and W questions to ask about things that are fast. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn và những câu hỏi WH để hỏi về những cái điều mà nó là một sự thật hiển nhiên. Ok. Tiếp theo, possessive, possessive apostrophe s. We can add apostrophe s onto a noun or proper noun to show possessive. Phần tiếp theo là phần sở hữu cách. Chúng ta có thể thêm dấu mốc và chữ s vào danh từ hay là danh từ riêng để diễn tả cái quyền sở hữu. Ta có apostrophe là dấu nháy đơn. Ok, apostrophe là dấu nháy đơn nhé. Phần sở hữu cách, chúng ta lưu ý là chúng ta để diễn tả cái gì đó thuộc của ai đó hay là cái gì đó có mối liên hệ gì với ai đó thì chúng ta sử dụng dấu mốc và chữ s để nhấn mạnh cái quyền sở hữu. Ví dụ như là Ken's mother là mẹ của Ken, đúng không? Hay là mình có gì nhỉ? Ví dụ như là Ken pencil là cây bút của Ken, cây bút đó là quyền sở hữu của Ken. Proper noun là danh từ riêng. Make breakfast là nấu bữa sáng nhé. Now we see. Các bạn lưu ý lại một lần nữa. Bây giờ mình sẽ lưu ý lại một lần nữa cho cái thì hiện tại đơn. Hôm trước mình đã học nè. Chủ ngữ là I, you, we, they. Hoặc là danh từ số nhiều thì động từ chúng ta để dạng nguyên mẫu. Đối với câu khẳng định. Chủ ngữ là he, she, it. Singular noun là danh từ và danh từ số ít á.
thì chúng ta sẽ động từ sẽ thêm s hoặc là es. Khi ở dạng thể nghi vấn thể câu hỏi, khi ở dạng thể nghi vấn thì hoặc là thể câu hỏi thì chúng ta chủ ngữ I, you, we, they thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ do, và chủ ngữ là he, she, it thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ there. Ok, chúng ta xem nè, what homework do you do, chủ ngữ là you thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ do. What homework does your sister do? Your sister là số ít đúng không, thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ does. Who does the shopping? Who là ai đó, là số ít đúng không, danh từ số ít đúng không, singular noun thì chúng ta sẽ thêm động từ, chúng ta sẽ thêm s hoặc là es. Và lưu ý là ta có trường hợp đặc biệt, ba cái động từ đặc biệt đó là động từ do khi mà chia ở ngôi thứ ba số ít thì sẽ là do, hoặc là have thì sẽ là have thì sẽ là has, hay là go thì sẽ là goes. Đó có ba động từ đặc biệt, còn lại thì chúng ta sẽ thêm s hoặc là es cho chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, he, she, it hoặc là singular noun hoặc là danh từ số ít cho cái thì hiện tại đơn. We can also use short answer. Chúng ta có thể sử dụng câu trả lời ngắn. For example, who cleans the kitchen? Ai lau chùi nhà bếp? Thì mình có thể nói là my mother's hoặc là my mother does. Ok? Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo nhé. B. Fill in the blanks using the present symbol of the verbs in the box. Điền vào ô trống sử dụng thì hiện tại đơn cho những động từ trong khung. Tôi có do là động từ làm, clean là dọn dẹp, lau chùi, make là tạo nên. Ok, đó là hey Gina, let me tell you what homework we do in my home. I the dishes, do the dishes. Ok, do the dishes. Chủ ngữ là I thì là động từ chúng ta giữ nguyên. I do the dishes, okay? My sister Lucy the kitchen. The kitchen thì đây ta có động từ clean the kitchen, đúng không? Mà Lucy là proper name, là tên riêng. Số ít, my sister danh từ số ít đúng không? Thì như vậy là my sister Lucy chính là she, chủ ngữ là she, danh từ số ít thì chúng ta sẽ thêm s. Như vậy chúng ta sẽ thêm s là cleans. My sister Lucy cleans the kitchen. We the beds. The beds. Ta có động từ make. Okay? We make the beds too. My mom the shopping. Mua sắm. Mua sắm ta có gì? Động từ do shopping. My mom the singular noun. My mom chính là she. My mom chính là she. Chủ ngữ là she thì là động từ chúng ta sẽ thêm s hoặc là es, đúng không? Do là một trong ba cái động từ bắt quy tắc. Thì do được chia ở ngôi thứ ba số ít sẽ là does. So we can write my mom does the shopping. My dad chính là he, chủ ngữ là he. Dinner là nên dinner thì đây với make dinner là nấu bữa tối, đúng không? Chủ ngữ là he thì động từ chúng ta sẽ thêm s. Như vậy là my dad makes dinner. What about your family? What housework do you do? By Sarah. Nào, hey Gina là chào Gina. Để mình kể cho bạn về những công việc nhà của mình. I do the dishes. Mình thì rửa chén. My sister Lucy cleans the kitchen. Chị gái của mình Lucy thì là lau chùi nhà bếp. We make the bed too. Cả nhà mình thì cùng dọn phòng ngủ. My mom does the shopping. Mẹ của mình thì đi mua sắm. My dad makes dinner. Ba của mình thì nấu ăn. What about your family? Còn gia đình bạn thì sao? What homework do you do? Bạn làm những công việc nhà gì? Bye Sarah. Tạm biệt, ký tên là Sarah. Ok, the next one. C. Write the sentences using the prompts. Viết những câu sau sử dụng những cái lời gợi ý. Number one, who does the dishes? Ai rửa chén?
dĩa. Joe mom, dad là mẹ của Joe làm. Okay. Number two. My sister cleans the kitchen. My sister cleans the kitchen. Chị của tôi lau chùi nhà bếp. Ta có những cái từ gợi ý như là what, housework, sister do. Thì mình có thể viết làm sao? What, housework. What, housework do your sister do. Okay. What, housework do your sister do? Chị gái của bạn thì làm những công việc nhà gì? Number thì mình sẽ trả lời là my sister cleans the kitchen. Chị gái của mình thì lau chùi nhà bếp. Number three, who makes breakfast? Ai nấu bữa sáng? Ở đây thì có my dad. Thì mình sẽ nói là my dad does. Ba của mình, ok? Number four, tôi có I do. Tôi có từ gợi ý là who do shopping. Thì mình sẽ có câu hỏi là sao? Who does shopping? Who does the shopping? Who does the shopping? Ai đi mua sắm? Thì mình sẽ trả lời là I do, là tôi. Mình, I do là mình nhé. Number five, who does the laundry? Who does the laundry? Thì ở đây ta có từ gợi ý là Mary's brother, thì tức là anh trai của Mary làm, đúng không? Anh trai của Mary thì ta có là Mary's brother does. Ta sử dụng sở hữu cách, dấu mốc và chữ S để diễn tả cái mối quan hệ của cái người sau với người trước. Ok, là anh em. Ok, my brother, anh trai của Mary. Number six, they clean the living room. Họ thì lau nhà phòng, họ thì dọn dẹp phòng khách. Ta có cái từ gợi ý là what housework they do. Có nghĩa là sao? What housework do they do, right? What housework do they do? Chủ ngữ là they thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ do. Ok, do they do. Ai họ làm những công việc nhà gì? They clean the living room. Họ lau dọn nhà phòng khách. Sẽ có prompt là lời gợi ý ha. Ok, D. Now, write what housework you do on the line. Ask your partner. Bây giờ mình viết những cái công việc nhà mà bạn làm vào cái đường này. Và sau đó hỏi bạn của mình. What housework do you do? What housework do you do? Bạn làm những công việc gì? For example, I clean up my bedroom, change the sheets, sweep the floor, mop the floor, take out the trash. Là mình dọn dẹp phòng của mình nè, mình lau chùi phòng của mình thay ga, mình lau nhà, mình quét nhà, mình lau nhà, mình đổ rác. Ta có từ take out the trash là vứt rác, nó tương đương với từ take out the garbage, nó cũng là đổ rác nhé. Ta có change the sheets là thay ga giường. Ok, the next one, chúng ta qua phần tiếp theo. Pronunciation, chúng ta qua phần pronunciation là cách phát âm. A, focus on the E sound. Chúng ta tập trung vào phần cái âm E. B, listen to the words and focus on the underlined letters. Là mình nghe các từ này và mình lưu ý là chú ý đến cái từ, chú ý đến cái chữ cái nó được gạch chân. Ta có focus on something or verb in. Sao focus on? Focus on something verb in có nghĩa là tập trung vào việc gì. Ok. Sao focus on có nghĩa là something, có một cái gì đó, hoặc là nếu mà là động từ thì sẽ là thêm in nhé. Ta có đồng nghĩa với focus on là concentrate on something or verb in. Ta có underline là gạch chân, gạch dưới. Word là từ, letter là chữ cái. Listen to the words and focus on the underlined letters là nghe những cái từ đây, những cái từ sau và tập trung vào cái chữ cái đã được gạch chân, như là đây, chữ cái được gạch chân. Now, okay, now listen. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhé. Unit 1. Home. Lesson 2. Track 10. Pronunciation. Listen to the words and focus on the underlined letters. Kitchen. Dinner.
Tớ có kitchen là âm y đúng không? Kitchen. Tina. Kitchen, Tina. Now see, listen and cross out the one with the different sound. Phần C là phần lắng nghe và loại và gạch bỏ hay là loại bỏ cái từ mà nó có cái âm khác. Now, let's listen. Thì chúng ta cùng nghe nhé. Unit 1. Home. Lesson 2. Track 11. Pronunciation. Listen and cross out the one with the different I sound. Dishes. Live. Idea. Ta có idea đúng không? Ta có là this is là âm I. Live cũng âm I. Idea là âm I. I, okay. Now D, read the words with the correct sound to a partner. Bây giờ mình sẽ đọc những cái từ mà có cái âm đúng với bạn của mình nhé. Ta có this is, live, kitchen, dinner. Ok. Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo, the next one. Practice, point, ask and answer. Phần thực hành, point, ask and answer. Mình chỉ, hỏi, chỉ vào các bức tranh này nè, hỏi và trả lời. Ta có who makes breakfast? My father does. Ai làm bữa sáng? Ai nấu bữa sáng? My father does. Ba của mình. Những thành viên trong gia đình. Family members. Những thành viên trong gia đình. Ta có grandmother là bà. Thì có thể là bà nội, bà ngoại. Grandfather có nghĩa là ông nội. Có thể là ông. Có thể là ông nội, ông ngoại nhé. Mother là mẹ. Father là cha, là ba. Brother là anh. Sister là chị nhé. Now, we have new words. Ta có make breakfast là nấu bữa sáng. Make lunch là nấu bữa trưa. Make dinner là nấu bữa tối. Ta có do the laundry là giặt giũ quần áo. Ta có do the dishes là rửa chén. Do the shopping là đi mua sắm. Clean the living room là dọn dẹp phòng khách. Clean the kitchen là lau chùi nhà bếp. Okay, now look at the picture number one. Look at the picture number one. So we can ask now. Picture chúng ta chỉ vào bức tranh đầu tiên là bức tranh. Ta có chữ breakfast. Bây giờ mình hỏi nhé. Who makes breakfast? Who makes breakfast? My father does. Okay. The next picture. The next one. Chúng ta nhìn vào bức tranh thứ hai. Ta chỉ vào bức tranh thứ hai này. Laundry. Mình sẽ hỏi làm sao? Who does the laundry? Thì mình sẽ nói làm sao? My brother does. Anh trai tôi. The next one. Picture number three. Chúng ta chỉ vào bức tranh số 3. Mình sẽ hỏi làm sao hả? Living room. Mình sẽ hỏi làm sao? Who cleans the living room? Ai dọn dẹp phòng khách? My grandfather does. Ông của tôi. Okay. The next one. Who makes lunch? Okay, who makes lunch? My grandmother does. Bà của tôi. Ai nấu bữa trưa? Bà của tôi. Tiếp theo. The next one. This is. Mình sẽ hỏi sao nhỉ? Who does the dishes? Ai rửa chén dĩa? Thì mình sẽ nói làm sao? My sister does. Chị của tôi. The next one. Shopping. Who does the shopping? Ai đi mua sắm? My mother does. Mẹ của tôi đi mua sắm. Okay. The next one. Kitchen. Ta hỏi làm sao? Who cleans the kitchen? Ai lau chùi nhà bếp? My mother does. Mẹ của tôi. The last feature, dinner. Mình sẽ hỏi sao nhỉ? Make dinner, okay? Who makes dinner? Ai nấu bữa tối? My father does. Ba của mình. Okay?
Now the next one, chúng ta qua phần tiếp theo. Speaking. Và tiếp theo là phần nói nhé. What housework do your family members do? Những thành viên trong gia đình của bạn thì làm những công việc nhà gì? A. You're doing a survey about housework in Tea World magazine. Work in groups. Filling the information for yourself, then ask two friends. Bạn đang làm một cuộc khảo sát về các công việc nhà trong cái tạp chí Thế giới Thanh niên, làm việc nhóm, điền những thông tin về bản thân mình và sau đó mình hỏi thêm hai người bạn nữa. Ok, what housework does your family, ok, my, tiwa. Ta có là bức tranh đầu tiên là do the dishes, là rửa chén bát nhé. Bức tranh thứ hai là do the shopping, là đi mua sắm. Bức tranh thứ ba là clean the kitchen, là lau chùi nhà bếp. Bức tranh số 4 là make breakfast, dinner or lunch, có nghĩa là nấu bữa sáng, bữa trưa hay là bữa tối gì đó. Bức tranh số 5 là do the laundry, ok. Bức tranh số 6 là do you do anything else? Ngoài những cái công việc trong trong năm cái bức tranh đầu tiên thì bạn có làm cái việc gì khác không? Thì mình ví dụ như là water the plants, là mình tưới cây đi ha. Now, first my family, trước hết là nhà của mình nè. Nhà của mình nè. Do the dishes, my mother. Rửa chén thì là mẹ của mình. Do the shopping, my mother. Đi mua sắm của mẹ mình. Clean the kitchen, lau chùi nhà bếp, là mình, ok. Bức tranh số 4 nè. Make breakfast, lunch, dinner. Nấu bữa tối, bữa sáng, bữa trưa là ai? My mother, là mẹ mình. Do the laundry. Giặt giũ quần áo là ai? My father. Ok. Number 6. What are the plans? My brother. Đó. Ok. Là anh trai của mình làm. Rồi ví dụ bây giờ mình tiếp theo là mình có nhà của bạn An đi ha. Nhà của bạn An thì sao nè? Do the dishes. Lau rửa chén là An nè. Do the shopping là mẹ của An nè. Clean the kitchen là chị của An nè. Make dinner là ba của An nè. Do the laundry là giặt giũ quần áo là ba của An luôn. What are the plans? Ba của An. Tiếp theo ta có nhà bạn My đi ha. My. Do the dishes. Rửa chén là ai? Là My. Do the shopping. Đi mua sắm là ai? Là chị của My. Clean the kitchen, lau chùi nhà bếp là ai? Là chị của My. Make breakfast, lunch, dinner, nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối là ai? Là chị của My. Do the laundry, giặt giũ quần áo là ai? Là My. Water the plants, tưới cây là ai? Là ba của My. Ok. Now B, discuss who does the most housework in your families. Bây giờ mình sẽ thảo luận ai là người làm việc nhà nhiều nhất trong gia đình của bạn. Ta có ví dụ như là my father does the most housework in her family. Ba của Mai là người làm việc nhà nhiều nhất trong gia đình của cô ấy. Đó, thì giờ mình sẽ nói nhà của mình như là ai làm việc nhà nhiều nhất nè. My mother do the shopping, make dinner, make lunch, make breakfast. Như vậy là mẹ của mình làm nhiều nhất. Mẹ của mình là người làm việc nhà nhiều nhất đúng không? Thì mình sẽ nói làm sao? My mother does the most housework in my family. Okay? My mother does the most housework in my family. Mẹ của mình làm việc nhà nhiều nhất trong gia đình của mình. Rồi tiếp theo nhà của An. Nhà của An thì mình thấy ai làm việc nhà nhiều nhất nè? Mother, sister, father, đúng không? Ba của An thì là nấu bữa ăn sáng, trưa tối nè. Make breakfast, lunch, dinner. Ba của An làm gì nữa? Do the laundry. Ba của An làm gì nữa? Water the plants. Như vậy là mình sẽ nói là
Ang's father does the most housework in his family, right? Ang's father does the most housework in his family. Ba của An là người làm việc nhà nhiều nhất trong gia đình của cậu ấy. Tiếp theo nhà của Mi, ta thấy là Mi thì có ai làm việc nhà, ai làm việc nhà nhiều nhất? Sister, chị của Mi đúng không? Chị của Mi nè, chị của Mi do the shopping, clean the kitchen, make breakfast, lunch, dinner, right? So we say Mi's sister, Mi's sister does the most homework in her family. Mi's sister does the most homework in her family. Chị của Mi làm việc nhà nhiều nhất trong gia đình của cô ấy. Okay. The end. Thank you so much for your listening. So we stop here. See you next video. See you next time. Bye for now.